Đây là đường vô sân banh. Ấy chà, đường đất đỏ bên cạnh là đường rầy. Buồn buồn ra đây ngắm xe lửa chạy được luôn nè anh em. Nhưng nhớ là ngắm thôi nha, đừng làm gì khác. Đoạn này thì hơi sình lầy tí xíu, chắc là do bữa giờ mưa nhiều. Và đây là ủa, đây là thẻ xe đó hả? Và đã hạ cánh an toàn tại sân bay. Mười Tình và anh Tintin nhìn mình với một ánh mắt khá là lạ. Lo. Sau đó là Khánh Bèo. Và Đinh Thành cũng vậy. Nghe này đã căng căng bằng cho chắc. Nè, nguyên hỏi luôn. Căng căng bằng cho chắc. Sao xì đúng không? Đây là vòi đo áp suất. Đo từ 0.5 đến 0.6 là ok. Tầm chuyên nghiệp có thể là cắm vào thì có thể đo được áp suất trong quả banh. Để đá lên 0.7 cũng được. Còn cái nút này là để xì bớt hơi trong quả banh ra. Nhưng mà mình đã phong trào đá 0.5 rồi. Đó. Thầy dạy thôi. Cất vũ khí bí mật. Em muốn mua cái kim đo áp suất này thì liên hệ cái link mình để dưới phần mô tả nha. Trời, ai suốt cái gì chúng mình vậy? Đội này lên lát nữa. Đây là cái đốc sạc pin cho cái camera trên đầu của mình đó. Sạc pin bản này nè. Cái máy này mau hết pin lắm. Chắc phải mua thêm một cái máy nữa để sạc pin. Ở lộn, mua thêm máy nữa xài lúc hai máy. Hay tôm kém quá. Nay mình mang đôi Topsala IC nha. Còn đôi Mizuno TF thì Oh my god. Wow. Qua đá mưa quá. Giặt nhà chưa khô. Đây. Vòng qua hạt rút, đúng không? Đây, giữ ngón mặt lên. Vòng qua có cái lỗ đây nè. Nhét qua ngón này giữ lại. Ok. Vậy di chuyển Rain Sport một mấy năm trước. Năm nay xài về khác rồi. Lên đẹp 7 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giỏi 7-1 hả? Khó gì ta? Gì anh? 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi. Hôm nay mình sẽ để góc máy hơi thấp thấp tí xíu để mọi người có thể thấy được chân của mình. Ôi. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Lộn vô. Lộn vô. Ok, ok. Hơi một cái rồi. Lộn dư rồi. Hai giờ mới hư vậy. Một. Đây, Ades. Và bên kia mấy anh em bên Văn Lan. Ông số 12 này là ngày xưa đá chuyên nghiệp cho Tân Hiệp Hưng nha anh em. Nên Khánh Bèo mới nói là kèo căng đó, quấn gối cho chắc đó. Nói chung là bên kia đá cũng tốt á. Bên mình cũng tốt luôn. Rồi chuẩn bị đá. Nhưng mà mình không quay full trận này đâu. Mình không quay trận này. Mà trận này mình làm camera BOV trên đầu rồi. Ồ. Chà.
mới vô có cú sút rồi. Thôi quay ở đây tí xíu, lát nữa vô BOB sau. Truyền về cho thủ môn chụp thì phạt lỗi, đá phạt gián tiếp. Có trọng tài mới vô phạm luật rồi. Tìm được nó luôn, cần gì đá cho chấm lại thôi, chấm lại là đá. Trời oh, quá ghê, quá ghê. Trời ơi. Hay thiệt, hay thiệt. Đá hụt thành kiến tạo luôn trời ơi. Football A-View bắt đầu. Tên, tên. Thôi em. Dĩ luôn tôi. Ok. Rồi đây tên. Tối Thành ơi. Pha phối hợp bật tường đá biên giữa Mười Tình và Thierry Sai. Nhưng cú dứt điểm chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn. Pha này mà truyền ngang thì ngon rồi. Ok, giờ về Tình, về Tình. Ok, ráng nhỉ. Tối Nghĩa ơi. Và đây là một pha chuyển hướng rất giống với Bubba. Tên của nó chính xác là Bubba Thun. Và sau đó là đường truyền kiến tạo của anh Nghĩa cho Mười Tình ghi bàn phút 2. Ok, đi luôn anh. Từ em. Về em rồi. Đây là nhớ về nhé. Ok anh. Tỏ anh ơi. Dập biên ha, đá mạnh. Khai tên. Sâu. Sâu. Về phụ tên rồi. Ơ tên. Bỏ em. Đưa tên. Ngang tên. Đây tên. À. Em. Đợi luôn. Đốt tiền rồi. Thôi nghe rồi. Đội bạn sơ suất để mất bóng và đội mình đã tận dụng thành công. Khoảng cách lúc này đã là 3 bàn. Và đây cũng là trận đầu tiên đá sân 5 của mình. Cảm giác khi trở lại đá sân 5 rất là mệt luôn á anh em. Và cảm thấy chân khá là mỏi và bị căng cơ khá nhiều.
Thanh. Nè Tình. Thanh. Pha này mình ráng chạy về nhưng không kịp. Dạ em. Dạ Thanh. Thanh. Dí, ok dí. Rồi. Tốt nghĩa, dí luôn nghĩa. Ok anh ơi. Bèo. Đây là bài phòng ngự 1-2 trong bóng đá futsal khá cơ bản nha. Đây là mình chống hai cầu. Nhiệm vụ là che đường chuyền, đẩy họ ra biên, lao ra cắt. Trường hợp mình gặp phải trong trường hợp này đó là chuyền qua được thành công thì số 4 bước lên thì mình sẽ 1-1 số 4 cho thủ môn ra đối diện với lại cầu thủ số 2. Nhưng tình huống cụ thể trong trận đấu này, số 2 theo không kịp được bóng, tuôn ra biên, kết thúc tình huống. Bèo kìa. Giữa bèo. 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 Trời ơi. Trời này tên. Tên. Bị tên. Tiếp. Và đây người ta gọi là bánh mì kẹp thịt nha anh em. Lấy phủ chỉnh. Giải phẫu. Ê, tí. Sầu quá. Tên. Kê anh, kê em, nè. Tên. Bye. Ok. Tốt sâu. Đi. Tối nghĩa rồi, trời. Rồi. Ôi. Ôi. Tới tên. Thanh. Hàng ở đâu người đó em à? Đó.
trọng tài bắt đá lại. No, God, please, no, no! Anh đi mà, anh đã chết rồi. Phan theo tên, ok. Mình đã cố gắng làm một pha La Cresta ghi bàn, nhưng mà thủ môn đã thủ tốt trong tình huống này. Hơi tiếc. Có tiền rồi. Yeah. Ở Thành ơi. Yeah. Quy luật đi. Rồi đổi anh. Ở Thành ơi. Tên. Đây nè anh nhé. Ok, bước lên nhé, bước lên nhé. Thanh, ok anh. Sau một hồi đá cầu cưa rất lâu thì tỷ số lúc này vẫn đang đều. Và đây là cơ hội lớn để định đoạt trận đấu này. Hay quá anh ơi. Nhẹ nhàng. Tên luôn. Lên tiền. Xoay được. Và trận đấu kết thúc, đội mình ăn một trái. Thầy bán tay ơi. Trời. Thầy bán ơi. Mệt xỉu luôn. Thầy bán Vy ơi. Trời ơi.
trở lại rồi. Đội bên này thì mình không xa lạ gì, toàn là những anh em làm trong trường Đại học Văn Lang và mình đã quen nhau từ trước rồi. Dạ. Hai nữa Thành. Nữa. Ai biết cầu số 12 này có thể comment cho mình biết nhé. Bật mí tí xíu nha. Đây là một đồng đội của Đình Thành thời ở Tân Hiệp Hưng. Nếu anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh nha. Dạ. Yeah. Nay thử nghiệm hôm bữa là một cái góc nó hơi cao một xíu. Rồi hôm nay là góc nó hơi thấp xíu. Thì anh em voi cho góc nào thì comment nha. Ok. Bye bye.